Với Trung Quốc thì sự thay đổi đó bắt đầu từ việc Mao chống phong trào xét lại của Khrushchev. Với Việt Nam thì sự thay đổi đó bắt đầu vào thập niên 1980 khi cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam đã thắng lợi và sự giúp đỡ cho Việt Nam được đặt xuống hàng thứ yếu so với các viện trợ của Liên Xô cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Cần lưu ý là chính trong thời kỳ này, các phong trào chống đối ở Đông Âu, mà ví dụ điển hình nhất là phong trào công đoàn đoàn kết ở Ba Lan đã bắt đầu phát triển và sẽ dẫn tới sự sụp đổ của khối này 10 năm sau đó. Khi nhận ra rằng sau nhà máy thủy điện Hòa Bình thì Liên Xô sẽ không còn có các khoản viện trợ kinh tế nữa, thì những người Cộng sản Việt Nam đã tiến hành các cải cách theo cách của riêng mình và chính thức công bố nó vào năm 1986, một năm trước khi Gorbachev phát biểu trước Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô về việc cần phải tiến hành đổi mới. Trong cuộc gặp cuối cùng giữa Gorbachev và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh ở Đức vào năm 1989, Gorbachev đã ngạc nhiên một cách ngậm ngùi khi được biết rằng Việt Nam chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi đổi mới đã chuyển từ một quốc gia thiếu ăn thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Về cuộc gặp này, có nhiều người đã tin vào lời của một trí thức Việt Nam rằng Gorbachev đã rất coi thường Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và tiếp ông trong một phòng ăn còn chưa kịp dọn. Nhà báo Phan Việt Hùng đã nghiên cứu rõ về vấn đề này và chỉ ra rằng đây chỉ là một sự lừa dối. Vị trí thức đó sau này đã phải xin lỗi về những phát biểu của mình. Xin trở lại nội dung bài viết. Nước Nga nhận thấy rằng trong khi các quốc gia đồng minh được Liên Xô hỗ trợ nhiều nhất và toàn tâm cả về vật chất lẫn quân sự như Ai Cập trong giai đoạn 1965 tới năm 1975 hay Đông Đức và Ba Lan, các quốc gia mà Liên Xô thực sự đã hỗ trợ trực tiếp xây dựng lại đất nước bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ hai, thì sau khi Liên Xô sụp đổ lại trở thành những quốc gia đối nghịch với Nga nhất. Chúng ta thấy rõ hiện nay, nguồn hỗ trợ tài chính lớn thứ hai sau Mỹ cho Ukraine chính là từ Đức, còn Ba Lan là quốc gia hiện đang có nhiều lính đánh thuê nhất chiến đấu ở Ukraine. Quốc gia này cũng là nước tuyên bố tăng thêm 200.000 người cho quân đội để đối phó với Nga và là nước đòi khối NATO phải họp bàn về việc sử dụng cơ chế an ninh tập thể theo Điều 5 của Hiến chương NATO khi Ukraine bắn tên lửa S-300 vào đất Ba Lan và vu cho đó là tên lửa của Nga. Sự thành công của Trung Quốc và Việt Nam cho thấy rõ cách thức mà Liên Xô áp đặt và thúc đẩy các đồng minh sử dụng cơ chế kinh tế và chính trị của mình là sai lầm và đã khiến cho cả Liên Xô lẫn các đồng minh rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Trong khi đó, khoảng trong vòng 40 năm sau khi tiến hành đổi mới, Trung Quốc đã vươn lên thành một quốc gia có nền kinh tế thứ hai thế giới và sẽ vượt Mỹ vào năm 2030. Còn Việt Nam, nếu so sánh với Ukraine, quốc gia có tiềm lực kinh tế, quân sự và công nghiệp đứng thứ hai của Liên Xô, thì sự thay đổi cũng thực sự đáng kinh ngạc. Vào năm 1990, GDP của Việt Nam bằng khoảng 1/13 GDP của Ukraine. Việt Nam 6,4 tỷ đô, Ukraine 81,4 tỷ đô. Thì sau 30 năm, vào năm 2021, GDP của Việt Nam gấp 1,8 lần GDP của Ukraine. Việt Nam 366 tỷ đô và Ukraine 200 tỷ đô. Nếu so sánh Việt Nam với các quốc gia thành viên của Liên Xô cũ khác ngoài Nga, thì kết quả cũng sẽ ngoạn mục như việc so sánh với Ukraine. Nếu nói một cách hình ảnh, thì vào năm 1990, nếu so sánh với GDP của các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô, thì Việt Nam đứng ở vị trí cuối cùng. Thế nhưng vào năm 2021, GDP của Việt Nam chỉ đứng sau Nga và cao hơn tất cả các nước Cộng hòa cũ còn lại của Liên Xô. Chính vì lý do này mà Việt Nam và Trung Quốc được Nga rất coi trọng, không phải với tư cách một cựu đồng minh của Liên Xô, mà là với tư cách các quốc gia có hệ thống chính trị và điều hành kinh tế giống Liên Xô nhưng yếu hơn rất nhiều về mọi mặt, nhưng đã phát triển thành công trong khi Liên Xô thì sụp đổ. Tôi đã rất ngạc nhiên vì rất ít người Việt Nam lẫn những người ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ nhận ra sự phát triển vượt bậc của Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2022, bà Natalia Zhinkina, đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam, thất vọng vì lá phiếu biểu quyết của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã nói rằng bà hiểu rằng Việt Nam là một nước nhỏ nên phải. Phát biểu của bà ta và các phát biểu tương tự của đại diện của một loạt nước châu Âu khiến tôi ngạc nhiên tới mức sững sờ rằng có lẽ chỉ có các nhà ngoại giao của Nga thực sự hiểu được sự phát triển của Việt Nam trong 30 năm qua. Và do đó, họ chưa bao giờ có một lời khuyên nào với Việt Nam kiểu vì là nước nhỏ nên Việt Nam cần phải làm. Người thứ hai nhận ra vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế là Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
ngày 15 tháng 2 năm 2023, khi phát biểu tại Hội nghị Giải pháp Toàn cầu. Ông đã nói, trong khi đó các quốc gia có ảnh hưởng trên thế giới như Ấn Độ, Việt Nam và Nam Phi đã không chỉ trích Nga vì họ tin rằng các nguyên tắc quốc tế đã không được áp dụng công bằng. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia G7 công khai thừa nhận vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế như là một quốc gia có ảnh hưởng và trong hàng ngũ các quốc gia lớn khác là Ấn Độ và Nam Phi. Tôi nêu câu chuyện Việt Nam ở trên để cho thấy rằng, trong khi Nga đã thấy sự thay đổi tương quan lực lượng trên trường quốc tế từ 20 năm trước và từ đó thay đổi tận gốc đường lối ngoại giao của mình, thì các nước phương Tây và các quốc gia bám chân họ như Ukraine vẫn không nhận ra điều đó, kể cả khi chiến tranh Ukraine đã nổ ra. Ví dụ như chuyện cô đại biện Ukraine nhìn nhận Việt Nam là một nước nhỏ nên không dám nói thật. Chỉ một năm sau cuộc chiến, sau khi đã bắt đầu mệt mỏi vì các hệ lụy của chiến tranh, phương Tây mới bắt đầu nhận ra rằng các nước có ảnh hưởng như Ấn Độ, Việt Nam và Nam Phi không phản đối vì sợ Nga, mà vì họ đã nhận ra trật tự thế giới mà phương Tây đang duy trì là một trật tự không công bằng và đầy rẫy tiêu chuẩn kép. Ở đây chúng ta thấy sự nhận thức lệch nhau hẳn 20 năm giữa Nga và phương Tây về chính sách ngoại giao. Tôi nghĩ rằng bài học từ mối quan hệ giữa Liên Xô với Việt Nam và Trung Quốc đã khiến cho nước Nga thay đổi hoàn toàn cách Nga quan hệ với các quốc gia thân thiện hoặc các quốc gia đồng minh dưới thời Putin. Chúng ta thấy rằng nước Nga không cử bất cứ đoàn chuyên gia hay cố vấn tới quốc gia nào để hướng dẫn họ làm theo mô hình của Nga như cách Liên Xô đã làm trước đây. Mọi quan hệ hợp tác giữa Nga với các quốc gia khác đều dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Về chính trị, kinh tế hay quân sự thì tùy nhu cầu của mỗi bên. Nước Nga cũng khôn khéo đứng ngoài các cuộc tranh chấp hay mâu thuẫn giữa các quốc gia. Và không những thế, trong một số trường hợp duy trì quan hệ cả về kinh tế lẫn quân sự với cả hai quốc gia đang có mâu thuẫn. Một ví dụ điển hình là mối quan hệ giữa Ấn Độ-Trung Quốc liên quan tới tranh chấp trên lãnh thổ trên bộ và Việt Nam-Trung Quốc liên quan tới Biển Đông. Trong hai nhóm quan hệ này, Nga vẫn giữ được sự hợp tác với cả ba quốc gia và thậm chí là người cung cấp vũ khí chính cho hai bên đang có mâu thuẫn. Chính cách thức tiếp cận mới này của Nga đã khiến cho họ có một số lượng đồng minh và đối tác lớn hơn thời Liên Xô rất nhiều, và các đối tác và đồng minh này có các cơ cấu kinh tế chính trị khác nhau. Các đồng minh đối tác của Nga giờ đây trải dài từ các nước cộng sản từng là đồng minh của Liên Xô, tới các nước kinh tế mới nổi, các nước châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latin, các quốc gia Hồi giáo, Ấn Độ giáo hay vô thần. Khía cạnh thứ tư của việc hợp tác của Nga là họ sẵn sàng hợp tác với các đối thủ chính của mình nếu như việc hợp tác đó phù hợp với các giá trị cốt lõi của nước Nga. Ngược lại, họ cương quyết không hợp tác với kẻ thù của kẻ thù nếu như việc hợp tác đó trái lại với lợi ích cốt lõi của Nga. Vào năm 2000, khi các cuộc đánh bom khủng bố của các phần tử ly khai Chechnya diễn ra ở một loạt thành phố lớn của Nga và dẫn tới cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, Nga đã xác định chủ nghĩa khủng bố là đối tượng không thể đàm phán và phải bị loại trừ. Chính vì vậy, khi cuộc tấn công ngày 9 tháng 11 năm 2001 xảy ra ở Mỹ, Nga đã ủng hộ việc các nước Cộng hòa ở Trung Á cho phép Mỹ mở các căn cứ quân sự để tấn công Taliban tại Afghanistan. Một ví dụ khác là việc Putin đã hợp tác với Akhmat Kadyrov, giáo trưởng Hồi giáo của Chechnya, người lãnh đạo tinh thần của phe ly khai Chechen. Kadyrov là người chiến đấu cho sự độc lập của Chechnya khỏi Nga. Tuy nhiên, ông cương quyết không ủng hộ việc tấn công vào thường dân Nga bằng các hành động khủng bố. Trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, khi nhận thấy các thành phần Hồi giáo Wahhabi, lực lượng Hồi giáo cực đoan được phương Tây tài trợ và là nòng cốt của lực lượng Mujahideen chống lại Liên Xô, đã kiểm soát phong trào đòi độc lập của Chechnya và đang dần biến Chechnya thành một bãi chiến trường để tiêu hao Nga, thì ông này chuyển sang ủng hộ Liên bang Nga. Putin đã chấp nhận ông là tổng thống của Chechnya trong thành phần Liên bang Nga và trao cho nước Cộng hòa này các quyền tự chủ rất lớn. Điều này đã khiến cho những người lính Chechen của con trai ông, 20 năm sau khi Akhmat Kadyrov bị ám sát, trở thành những người lính xung kích hàng đầu của Nga trong vụ công phá thành Mariupol trong cuộc chiến ở Ukraine. Nói một cách ngắn gọn, nước Nga hiểu rõ rằng không một đồng minh nào sẽ chiến đấu hộ hay chiến đấu cho họ để bảo vệ sự sống còn của nước Nga hay các giá trị, các lợi ích cốt lõi của nước Nga. Chính vì thế mà cả Putin lẫn Zakharova đều nói với người Nga rằng vào thời điểm sống còn của nước Nga thì chỉ có hải quân và quân đội, nói một cách chính xác là lực lượng vũ trang của Nga, mới chiến đấu cho họ. Nước Nga cũng áp dụng một đường lối ngoại giao đa phương và dựa trên nguyên tắc cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nhờ các chính sách này mà các mối liên kết đối tác hay đồng minh của Nga dưới thời Putin được mở rộng
và có thực chất hơn, mang lại lợi ích kinh tế cho Nga, chứ không còn là một gánh nặng.